Môi hồng, áo hồng. Đây là hồng. Cô có một mái tóc dài bóng mượt. Nhưng đây không phải quảng cáo dầu gội đầu. A hi hi. Còn đây là một sợi tóc của hồng. Hôm nay hồng sẽ cho chúng ta thấy một thứ có trọng lượng nhẹ bằng một sợi tóc của cô. Ô, cô tính làm gì với chiếc điện thoại này đây? Cân hả? Con điên, khỏi cân cũng biết mà, chưa chịu thua à? Võ Lâm truyền kỳ một mobile. Ô 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 ô. Võ Lâm truyền kỳ một mobile, bơm tấn kiếm hiệp, nhẹ tựa lông hồng. Wow, nhẹ thiệt.